Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của LC Thiên Đường Quần Bò Nam Đẹp. LC chúng tôi là một trong những cái đơn vị đi hàng đầu về quần jean nam, chuyên cập nhật những cái sản phẩm mới nhất, hot nhất, tệ nhất để phục vụ anh em một cách tốt nhất trên toàn quốc anh em nhé. Và hiện tại thì trên đây là một trong những cái mẫu sản phẩm quần jean nam mà anh em có thể mặc đi làm, đi chơi hay đi bất cứ nơi đâu cũng được. Và em này chính là một trong những cái em quần jean nam cũng có những cái doanh số mà bán rất là đáng kinh ngạc. Đây là một trong những em quần jean nam mà mình muốn giới thiệu tới anh em. Đó chính là một chiếc quần jean nam cao cấp đến từ Louis Vuitton, hoặc anh em có thể gọi là Luôn Luôn Vui Tươi hoặc là LV thì cũng được. Nhìn qua như thế này thì anh em thấy là nó có một cái màu xám lông chuột, xám bạc hoặc là đen mài, rất là đẹp đúng không ạ? Phần túi này thì chúng ta sẽ có một cái chữ LV xen lẫn với nhau, logo của LV. Anh em có thể thấy rất là rõ và rất là quen thuộc rồi. Và cái logo này thì được làm bằng thép không gỉ anh em nhé. Về phần túi thì chúng ta sẽ có một số cái đường xước nhẹ, mài nhẹ như thế này. Và phần bạc thì ở dưới mông quần đây rất là rõ. Đường kim đường chỉ em này thì được sử dụng là một loại chỉ nâu bằng chỉ dù. Và trong ngành may mặc thì được rất nhiều những cái hãng thời trang lựa chọn làm nguyên liệu may để làm sao cái chiếc quần jean của chúng ta trở nên chắc chắn nhất. Và không làm mất nhiều thời gian của anh em nữa, mình sẽ đi vào chi tiết cũng như là đánh giá qua về cái chiếc quần bò này để anh em cùng chiêm ngưỡng anh em nhé. Chiếc quần này của chúng ta thì nó có một cái form dáng, đó chính là form dáng ống suông, hay anh em còn gọi là quần jean nam ống rộng. Chất liệu vải trên em này thì được làm bằng vải jean, sờ thì cực kỳ là mịn màng và chất lượng, đảm bảo anh em có thể sử dụng quần jean này tới vài năm mà không bao giờ bị hỏng. Phía dưới cái gấu quần như này anh em có thể nhìn thấy rất là rõ được mài bạc khá là đậm và khá là nhiều. Nhìn chung thì em này nó có một cái màu đen bạc thì đúng hơn. Có rất nhiều những cái vết xước cũng như là đường quát rất là rõ ràng ở phía dưới túi quần như thế này. Quần chúng ta từ trên xuống dưới mình cảm giác khi mà mình vuốt qua như này rất là mịn màng và rất là đẹp. Và thậm chí khi mà mình miết lâu như này và mình đưa tay lên nó không hề bị ra màu. Đảm bảo trong quá trình anh em sử dụng và anh em giặt thì không bao giờ bị phai anh em nhé. Tất cả những cái đường kim, đường chỉ trên em này thì mình đánh giá nó phải gọi là nét căng đét, khét lẹt luôn. Trong thời trang hiện nay thì quần jean nam ống rộng là một trong những cái món đồ mà không thể thiếu đối với những cái anh em chúng ta. Quần jean nam ống rộng nó góp mặt vào trong đời sống rất là nhiều, từ thời trang, công việc, đi chơi hay là mọi thứ nó đều giải quyết một cách rất là dễ dàng. Và cái chiếc quần này, màu sắc này thì cũng rất là dễ dàng phối kết hợp đồ. Anh em có thể mặc đi làm, nó không quá nghịch ngợm, nó rất là trẻ trung, nó rất là năng động và nó rất là cá tính. Đấy, anh em có thể thấy nhìn từ trên xuống dưới này, nó không hề có một sự nghịch ngợm nào cả. Và thời trang hiện đại thì trong môi trường đi làm, anh em có thể mặc những cái em này đi làm một cách rất là vô tư. Về mặt sau thì chiếc quần của chúng ta được mài mạnh nhất là ở phía hai bên mông và được quát ở phía phần bụng chân rất là rõ rệt. Quần của chúng ta sẽ theo một cái kiểu dáng đơn giản, trơn, không có họa tiết gì cả. Phía bên trên này thì chúng ta sẽ có một cái chiếc tab của LV là bằng da. Da này là da nhăn và được may rất là chắc chắn, cố định ở cái phiền cặp quần như thế này. Nhìn rất là đẹp và rất là xịn sò luôn anh em ạ. Sờ rất là sướng anh em nhá. Da này không còn điều gì phải bàn luôn. Có chữ LV cũng như là những cái họa tiết của LV. Một sản phẩm quần jean nam đơn giản, rất là dễ dàng phối đồ, rất là dễ mặc. Thì anh em còn điều gì mà lăn tăn mà không dinh ngay cho mình một chiếc nhỉ anh em nhỉ? Nếu anh em muốn đặt hàng em này thì hãy nhanh tay liên hệ tới số LC qua Zalo 0934848481. Ngoài ra thì những cái thông tin liên hệ mua hàng khác bên mình có để bên dưới phần mô tả. Rất cảm ơn anh em đã xem video này. Anh em đừng quên ấn like, đăng ký kênh, bấm chuông để cập nhật những cái mẫu sản phẩm quần jean nam mới nhất, hot nhất, thịnh hành nhất từ LC anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc anh em một ngày vui vẻ.